Thưa quý vị và các bạn, với khoảng 7 đến 8.000 lao động trở về địa phương trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán 2022, để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, nhất là không để xảy ra các ổ dịch trong cộng đồng, đội ngũ cán bộ y tế thị xã Nghĩa Lộ đang nỗ lực ngày đêm để người dân vui xuân đón Tết an toàn vui vẻ, phản ánh của phóng viên thời sự. Trong những ngày giáp Tết Nguyên đán 2022, khi mọi người đang chuẩn bị hoàn thành những công việc cuối cùng, mua sắm các vật dụng thiết yếu để đón Tết, thì những cán bộ y bác sĩ trạm y tế xã Hạnh Sơn, thị xã Nghĩa Lộ vẫn đang miệt mài với công việc. Xác định Tết Nguyên đán 2022 là dịp rất nhiều người lao động từ các địa phương khác trở về. Do vậy, để kiểm soát cũng như thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19, đã nhiều ngày nay, đội ngũ cán bộ y bác sĩ trạm y tế xã Hạnh Sơn đã làm việc không quản ngày đêm, thực hiện công tác xét nghiệm tầm soát, tiêm vaccine mũi 3 cho người dân. Mặc dù vất vả, nhưng những chiến sĩ áo trắng vẫn nỗ lực thực hiện nhiệm vụ với mong muốn khống chế tốt dịch COVID-19 để người dân vui xuân đón Tết vui vẻ. Chúng tôi luôn luôn là trực 24/24, phân chia nhau trực để tiếp đón những người công dân đi làm ăn xa về, và khi là người ta đến thì chúng tôi là thực hiện là test để sàng lọc những đối tượng F0 và để cho người dân được an tâm ăn Tết. Trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán 2022, dự kiến có khoảng 800 người lao động trở về địa phương. Do vậy, để làm tốt công tác kiểm soát, không để dịch bệnh lây lan, trạm y tế xã Hạnh Sơn luôn duy trì công tác trực 24/24. Qua xét nghiệm tầm soát, kịp thời phát hiện các F0 đưa đi cách ly, điều trị, tập trung. Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ y bác sĩ trạm y tế xã Hạnh Sơn còn thực hiện tiêm vaccine mũi 3 cho người dân. Để đảm bảo cho chuẩn bị cho đón Tết năm 2022, trạm y tế xã cũng đã lên kế hoạch bố trí nhân lực trực thường xuyên. Trong ngày Tết thì trạm y tế cũng vẫn bố trí cán bộ trực 24/24 để các cán bộ này thì đều đã được tập huấn về cái kỹ năng là kỹ thuật lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc nhanh các cái ca F0 và có cái báo cáo cụ thể. Khi có phát hiện các ca F0 thì báo cáo với trực tiếp với trung tâm y tế để có các cái biện pháp phòng bệnh và đưa điều trị tập trung luôn. Trong đợt nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, thị xã Nghĩa Lộ sẽ có khoảng từ 7 đến 8.000 người lao động, phổ thông, học sinh sinh viên, người đi làm ở xa về. Để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19, thị xã đã chỉ đạo toàn bộ các xã phường duy trì chế độ trực sẵn sàng tiếp nhận xử lý các thông tin, xét nghiệm tầm soát đối với các trường hợp đi xa về. Cùng với đó, phát huy vai trò của đội ngũ y bác sĩ, các tổ xung kích phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn, nhanh chóng phát hiện, tổ chức tiếp nhận khai báo y tế, xét nghiệm tầm soát, truy vết để không phát sinh các ổ dịch trong cộng đồng. Đến nay, thị xã Nghĩa Lộ đã phát hiện khoanh vùng phong tỏa tạm thời 3 khu vực dân cư. Qua xét nghiệm tầm soát hơn 15.600 mẫu đã phát hiện 457 trường hợp F0 từ ngày 27 tháng 11 năm 2021. Riêng từ ngày 30 tháng 12 năm 2021 đến nay, có gần 202 ca F0 trong cộng đồng, gần 2.000 trường hợp F1 và gần 5.400 trường hợp F2, và đã có 229 trường hợp được chữa khỏi bệnh. Cùng với đó, đã tiêm vaccine phòng COVID-19 cho 30.379 người đủ 18 tuổi trở lên, mũi 3, 7.000 trẻ em từ 12 đến 17 tuổi được tiêm mũi 2. Thị xã đã chỉ đạo toàn bộ hệ thống các xã phường, đặc biệt là phát huy vai trò của các tổ COVID cộng đồng. Trong đó cái lực lượng nòng cốt tuyến đầu đó là các y bác sĩ, lực lượng công an, lực lượng quân đội, ba lực lượng tuyến đầu cùng với cấp ủy chính quyền địa phương để làm cái việc mà khi công dân trở về địa phương yêu cầu bắt buộc là phải đến trạm y tế test kiểm tra trước khi trở về nhà, và kiên quyết với đảm bảo với mục tiêu là không để F0 lây lan ở trong cộng đồng, và phải kiểm soát tất cả những F0 nếu có xảy ra F0 là đưa vào cơ sở cách ly. Và cho đến thời điểm hiện nay thì đối với cái dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thị xã thì cũng đã ở trong tầm kiểm soát. Với sự nỗ lực của những lực lượng trên tuyến đầu chống dịch, đặc biệt là đội ngũ cán bộ y bác sĩ trong công tác phòng chống dịch, trong tiếp nhận thông tin khai báo y tế, đẩy mạnh công tác xét nghiệm tầm soát nhanh chóng kịp thời bóc tách những trường hợp F0 ra khỏi cộng đồng, hạn chế tới mức thấp nhất nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng, sẽ giúp người dân thị xã Nghĩa Lộ vui xuân đón Tết bình yên, hạnh phúc.